Xin chào các bạn. nǐ mất họ. Bây giờ hãy tiếp tục học bài 8, tương ứng với bài 4 trong quyển 1. Đầu tiên hãy nghe và nhắc lại cách nói chỗ nào, đâu. Nả. Nả. Từ này là nả và uốn lưỡi ở cuối. Nả. Hãy thử nói đi đâu.

bây giờ là từ ngữ khí ở à cuối câu vậy nơ nơ đi đâu vậy chuyện nào nó chuyện nào nó bạn đi đâu vậy nhỉ chuyện nào nó nhỉ chuyện nào nó bây giờ là cách nói ngôi thứ nhất trong tiếng Trung chỉ tôi mình con vân vân ủa ủa hãy thử nói tôi rất bận ủa khẩn máng ủa khẩn máng mình đi rút tiền ủa chén 我去取钱。h nhắc lại b đi đâu vậy？你去哪儿呢？你去哪儿呢？明帝，我去，我去。bây giờ là từ Thiên An môn。 đây là tên của quảng trường trung tâm ở thủ đô bắc kinh trung quốc thiên an mấn thiên thiên an an mấn mấn thiên an mấn thiên an mấn đi đến thiên an môn Chủy thiên an mấn. Chủy thiên an mấn. Mình đi đến thiên an môn. của chủy thiên an mấn. của chủy thiên an mấn. Hãy nhắc lại, bạn đi đâu vậy? Nhi chủy nó nữa. Ní chuyện nào nữa? mình đi thiên an môn ùa thiên an mấn thiên an mấn bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng trung chào anh chào chị chào ngài nói một cách lịch sự nín hảo rất bận à? Khẩn máng mà. Đúng, đi Bắc Kinh. Tuổi, chủy bảy Đi bưu điện gửi thư. Chủy yếu chú ý chi Mai gặp lại. Mình thiên đi ra ngân hàng rút tiền, đi hàng Hôm nay thứ mấy? Hôm nay thứ chi Hôm thứ ba. xin chi thứ Một. E? 三、四、五、六、星期天。 đi đâu vậy chuyện nã nó thiên an môn thiên an mấn